Trở lại với những thông tin về thời tiết, Nam Bộ hôm nay là khu vực có mưa nhiều nhất trên cả nước. Vậy thì những tỉnh thành nào có thể xảy ra mưa to vậy chị Minh Châu? Vâng chị Thư, đó là khu vực ở miền Đông Nam Bộ và một số tỉnh thành của miền Tây như là Long An, Tiền Giang hay là Bến Tre ạ. Cụ thể đó chính là những vùng màu xanh đậm mà quý vị khán giả có thể theo dõi trên bản đồ như thế này. Lượng mưa dự báo phổ biến là từ 25 đến 50 mm. Trong mưa dông thì có thể kèm theo các hiện tượng nguy hiểm như là sấm sét, gió giật mạnh. Vì thế mà quý vị chúng ta nên hạn chế ở ngoài trời trong khung giờ từ 1 cho đến 5 giờ chiều để tránh mưa dông. Vâng, không chỉ Nam Bộ mà như phần đầu chị đã chia sẻ đó là ở khu vực Trung Bộ thì cả ngày hôm nay cũng sẽ có mưa. Vậy thì diễn biến mưa ở khu vực này như thế nào ạ? Vâng, đối với mưa ở Trung Bộ thì phải cần lưu ý đến các khu vực như là Bình Định này, Phú Yên và Khánh Hòa. Những nhiễu động mây ẩm thì di chuyển từ biển vào để gây mưa to suốt từ đêm qua đến giờ. Lượng mưa đo được ở Bình Định và Phú Yên thì có điểm lên tới 153 đến 223 mm. Hiện thì lũ trên sông Kỳ Lộ ở Phú Yên mực nước đang lên nhanh. Lũ tại trạm Xuân Quang đã trên mức báo động 1. Còn trong hôm nay, lũ trên sông Kỳ Lộ sẽ tiếp tục lên nhanh trên mức báo động 2. Các sông suối khác thì lên trên mức báo động 1. Đề phòng ngập úng ở vùng trũng thấp ven sông Kỳ Lộ, Phú Yên và nguy cơ sạt lở đất lũ quét cục bộ ở vùng núi từ Bình Định đến Khánh Hòa. Tây Nguyên ngày hôm nay cũng chuyển mưa, dự báo các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột nhiệt độ từ 27 đến 29 độ. Còn Bắc Bộ sáng nay thì tiếp tục có sương mù, dự báo trưa chiều thì mây nhiều hơn. Ven biển phía đông có nơi mưa nhỏ, nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội và phần lớn các thành phố là từ 29 cho đến 31 độ. Xin được chuyển sang thời tiết biển. Dự báo huyện đảo Hoàng Sa hôm nay trời có nắng, gió ở mức cấp 4, cấp 5, tầm nhìn xa thoáng rộng trên 10 km. Còn huyện đảo Trường Sa lại cảnh báo mưa dông, có khả năng đi kèm lốc xoáy và gió giật mạnh nguy hiểm. Vâng, cảm ơn chị Minh Châu ạ.